Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau học bài giáo lý dự phòng số 27, tựa đề ơn Chúa và bí tích. Ơn Chúa và bí tích. Số 1 La Mã lời Chúa, một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Qua cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, máu và nước chảy ra diễn tả ân sủng đổ tràn trên nhân loại, xóa bỏ tất cả mọi tội lỗi của nhân loại để con người được sống với Chúa. Số 2 La Mã trình bày ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban. Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống hạnh phúc đời này và đời sau. Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống đời, sống hạnh phúc đời này và đời sau. Có ơn Chúa chúng ta sẽ sống hạnh phúc đời này và đời sau. Ơn Chúa được ban cho chúng ta qua nhiều phương thế mà hiệu nghiệm nhất là các bí tích. Ơn Chúa ban cho chúng ta qua nhiều phương thế nhưng mà hiệu nghiệm nhất là qua các bí tích. Số 1 nhỏ, bí tích là gì? Thưa, bí tích là những dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã dùng để diễn tả và thông ban ơn bên trong cho loài người. Bí tích là những dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu dùng để diễn tả ơn Chúa ban vào trong tâm hồn của chúng ta. Dấu bên ngoài thường là thể chất, cử chỉ và lời đọc. Ơn ban bên trong thì khác nhau tùy theo từng bí tích. Mỗi một bí tích thì cũng có những cái dấu chỉ bên ngoài, những hình thức bên ngoài để diễn tả ơn Chúa ở bên trong. Và mỗi một bí tích ban cho chúng ta những ơn riêng khác nhau. Số 2 nhỏ, so sánh bí tích với đời sống tự nhiên. Thánh Thomas tiến sĩ trình bày một cách nhìn dễ hiểu về bí tích khi so sánh đời sống tự nhiên với đời sống siêu nhiên. A. Để có sự sống tự nhiên, loài người cần được sinh ra bởi cha mẹ. Để có sự sống siêu nhiên, loài người cần được sinh bởi nước và thánh thần. Để sống tự nhiên thì chúng ta phải được sinh ra từ cha mẹ. Còn để làm con cái Chúa thì chúng ta phải cần đến bí tích rửa tội. Để duy trì và tăng trưởng sự sống, phần xác cần của ăn thức uống, phần hồn cần thánh thể. Phần xác của chúng ta thì cần ăn uống, phần hồn của chúng ta thì cần phải đi lễ và rước lễ. Để thêm tầm vóc và sức lực, phần xác cần tập luyện thân thể, phần hồn cần bí tích thêm sức để được ơn Chúa Thánh Thần. Để cho chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phải tập thể dục. Thì để cho linh hồn của chúng ta được mạnh khỏe thì chúng ta phải lãnh nhận bí tích thêm sức để tràn đầy Thánh Thần. Để chữa trị bệnh tật, phần xác cần thuốc thang, còn phần hồn cần bí tích giải tội. Và khi nguy tử cần bí tích sức dầu bệnh nhân. Chữa bệnh thì cần thuốc, phần hồn đau bệnh thì cần đi xưng tội. Và khi chúng ta nguy tử thì cần bí tích sức dầu bệnh nhân. Để sống đời hôn nhân về mặt xã hội cần lễ cưới hỏi. Còn đối với Chúa về mặt tôn giáo cần bí tích hôn phối. Để có người gánh vác việc chung về mặt xã hội cần tuyển chọn bầu cử. Về mặt tôn giáo cần bí tích truyền chức thánh. Đây là những cái xã hội thì cần bầu cử. Còn đối với trong giáo hội của chúng ta thì qua bí tích truyền chức thánh thì một số người được tuyển chọn để lãnh đạo dân. Số 3, tại sao gọi các bí tích là bí tích đức tin? Thưa, vì khi lãnh nhận bí tích ta phải có lòng tin. Khi lãnh nhận các bí tích ta phải có lòng tin. Và nhờ bí tích, đức tin của ta càng được thêm mạnh mẽ và vững chắc hơn. Muốn lãnh nhận các bí tích thì chúng ta phải tin. Không tin làm sao mà lãnh nhận bí tích được. Và khi lãnh nhận các bí tích thì đức tin của chúng ta lại càng thêm mạnh mẽ. Số 4 nhỏ, những bí tích nào được lãnh một lần mà thôi? Những bí tích nào được lãnh một lần mà thôi? Thưa, có 3 bí tích này. Thứ nhất, rửa tội, rửa một lần. Thêm sức, thêm một lần. Truyền chức thánh, truyền chức một lần. Bí tích hôn phối thì sau khi một trong hai người qua đời thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân với một người khác. Và chúng ta có thể là lãnh được 2 bí tích. Còn có những cặp gia đình sau khi vợ hoặc chồng chết họ ở vậy thì coi như là họ cũng chỉ lãnh một lần. Vì 3 bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh in vào linh hồn một dấu thiêng liêng chẳng hề mất được. Khi chúng ta đã rửa tội là chúng ta đã trở thành con cái Chúa. Thì dù chúng ta sống đạo hay không sống đạo thì chúng ta cũng vẫn là người đã được rửa tội. Số 3 La Mã bài học, hỏi ơn Chúa là gì? Thưa, ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban. Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống hạnh phúc đời này và đời sau. Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để chúng ta sống hạnh phúc đời này và đời sau. Hỏi bí tích là gì? Thưa, bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa dùng
để diễn tả và thông ban ơn bên trong cho loài người. Bí tích đó là những cái dấu chỉ Chúa dùng, những dấu chỉ bên ngoài Chúa dùng để diễn tả ơn Chúa ban bên trong cho chúng ta. Hỏi có mấy bí tích? Thưa có 7 bí tích. Thứ nhất rửa tội, thứ hai thêm sức, thứ ba giải tội, thứ bốn thánh thể, thứ năm sức dầu bệnh nhân, thứ sáu bí tích hôn phối và thứ bảy là bí tích truyền chức thánh. Chúng ta ghi nhớ nhé. Bí tích rửa tội giúp cho chúng ta sạch tội tổ tông và trở thành con cái Chúa. Bí tích thêm sức cho chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để trở thành chiến sĩ bảo vệ đức tin. Bí tích giải tội tha tội cho tất cả chúng ta. Bí tích thánh thể ban mình và máu Chúa cho chúng ta. Bí tích sức dầu bệnh nhân thêm sức mạnh cho chúng ta đi vào của ăn đàng, thêm sức mạnh của chúng ta để chúng ta được ăn mày chết lành. Bí tích hôn phối kết hiệp hai người nam nữ trở thành một trong gia đình của Chúa. Và bí tích truyền chức thánh ban ơn thánh cho một số người được tuyển chọn để trở thành phó tế, linh mục, giám mục của Chúa. Số 4 là mã thái độ sống. Các bí tích là phương tiện hữu hiệu Chúa dùng để ban ơn cho loài người. Tôi siêng năng học hỏi giáo lý bí tích để lãnh nhận sốt sắng và được nhiều ơn ích hơn. Chúng ta cũng cần phải học hỏi về từng các bí tích một để cho chúng ta có thể lãnh nhận một cách sốt sắng hơn. Số 5 là mã cầu nguyện. Lạy Chúa, không có ơn Chúa con chẳng làm được điều gì đáng thưởng đời sau này. Nếu không có ơn Chúa con chẳng làm được điều gì đáng thưởng sau này. Xin Chúa giúp con kiên tâm học hỏi các bí tích để xứng đáng lãnh nhận nhiều ơn Chúa hơn. Xin cho chúng ta biết siêng năng học hỏi về các bí tích để mỗi khi lãnh nhận bí tích, ví dụ như là xưng tội, rước lễ, sức giàu vân vân, khi lãnh nhận các bí tích chúng ta lãnh nhận một cách tốt sáng để đón nhận được nhiều ơn Chúa hơn. Chúng ta đã học vào bài số 27 ơn Chúa và các bí tích. Ơn Chúa được ban cho chúng ta một cách hữu hiệu nhất là qua các bí tích, như là qua bí tích rửa tội chúng ta được sạch tội tổ tông, qua bí tích hòa giải chúng ta được sạch tất cả mọi tội đã phạm vân vân. Vì thế chúng ta hãy siêng năng tham dự các lãnh nhận các bí tích xưng tội rước lễ để chúng ta có thể lãnh nhận hàng tháng vân vân, để qua các bí tích chúng ta đó là được nhận được nhiều ân sủng, và nhờ ân sủng chúng ta có thể sống hạnh phúc đời này và đời sau. Con xin hết lòng cảm ơn quý cụ quý ông bà đã cùng con học bài số 27 ơn Chúa và các bí tích.